ừ, ba mày ngon luôn, kiếm mày nó sao vậy ta? Ô kiếm mày nó sao vậy ta? Nhây rồi, kiếm mình đi, nhảy thôi, mình làm chạy cho tao chịu đi. Má không kìa, má không kìa, anh em ơi chạy không má một thằng má. Mày làm gì tao đó, 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 what the fuck. Ok, hello tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Cụ Tài Gaming. Và mỗi ngày một clip thì clip bữa nay sẽ lên về vị tướng Bruno skin Starlight mới được ra mắt. Đó chính là danh thủ sành điệu. Vâng, một cái skin skin Star tháng này anh em ạ. Này trận này thì team bạn căng á. Team bạn Layla nó bắn rất là xa. Chưa kể là Cyber sát thủ rồi Nata nữa. Má, team lắm sát thủ thế. Rồi bên tôi thì support là Matthew hơi khó, nói chung là hơi khó quả này anh em ạ. Này tôi phải lên cái giáp trước rồi tôi chống Nata chắc tôi bú trụ quá. Rồi cái này thì nó giống như nó mặc áo mùa đông anh em ạ. Danh thủ sành điệu mà cái này giống như là danh thủ mùa đông thì đúng hơn, chứ sành điệu chỗ nào đúng không, danh này danh thủ mùa đông á. Trái banh nó cũng màu là màu giống như màu pha lê anh em ạ. Ừ, màu bóng tuyết đồ đó. Đẹp đó chứ, tính ra King Star này đẹp đó chứ. Đấy, King Star này ok đấy. Đá được nó luôn vậy. Không nổi rồi. Đau quá, nó muốn mình đau quá. Màu mình đá nó cũng thốn đó. Gán lên thêm cái giáp rồi đó. Tầm mày đá chưa ăn được nổi nó đâu. Bò lết cái giáp nó nói chuyện tiếp. Matthew lên rồi. Tóc rồi. Ép cái tóc, ngon. Rồi cái giáp trước nha, mất công lỡ Nata nó chạy lên thì hơi mệt. Rồi bị cấu máu, Layla nó bắn nó xa nữa. Nếu mà tay đôi 1v1 thì mình ăn, mình kèo trên. Trong trường hợp mà nó không chạy, đúng người đánh tới chết á, nó không chạy, mình cũng không chạy thì mình ăn. Rồi xong, first lết. Rồi mình farm đi bạn. Rồi diện farm lính nó farm đi bạn. Nó đâu ta? Gọt lên. Gọt lên thì gặp ba bên giữa đường. Gọt lên thì chạy gặp ba bên giữa đường. Ba bên nó đá cho nát cái đầu. Lên bị xét trước nha anh em. Trận này mình lên bị xét trước. Không cần phải lên tốc đánh trước, tại vì nếu mà lên tốc đánh trước thì cũng rất là khó đá chúng con Layla. Mình chỉ cần đá chúng nó thôi, lấy đam. Đá ít cái mà từng cái nó chất lượng còn hơn đá nhiều cái mà mỗi cái nó có một chút đam. Trận này mình sẽ lên đồ đam trước. Ép nó nè ha. Đá đầu rồi đó. Đá đầu rồi đó, đá thốn rồi đó. Thốn lắm luôn á, đóng bằng lính nè, không cho nó farm nè. Đóng bằng lính. Rồi vậy thôi, cái vậy vui rồi. Cứ nhấp cái là vui rồi. Không cho farm, đóng băng luôn. Tìm đánh nhau mấy chỗ khác rồi. Nó thu lane rồi đó, bây giờ nó thu lane đó. Nó lên làm đá nó nát đầu đó. Đây gọt lên nữa thì chịu nha, gọt lên nữa thì chịu rồi. Đá xe cái thôi tóc biến chạy cho chắc. Càng lên đây khó nha, chắc phải lên hồ máu quá, lên cái hút máu này. Hình như có người trong bụi này thấy gì á, cô tiền tự nhiên đi vô hơi sợ, thấy cô tiền đi vô hơi sợ kìa. Nata ra má nhìn thấy Nata ra biết xong rồi, không có làm cho nó hiện hình ra được anh em ạ, khó chịu phết. Kinh mấy kinh kiểu xa lai này thì nó sẽ không có hiểu miếng về nha anh em. Nó không có phải là những cái kinh quay, những cái đắt tiền thì nó sẽ bao gồm hiểu miếng về. Còn cái này thì không ha, miếng về cũng bình thường thôi. Miếng về nó cũng nó ư là bình thường, nó không có màu mè như mấy kinh kia nó màu mè hơn. Được không? Mấy kinh kia nó màu mè hơn. Trận này thì hơi khó chỗ Nata, kiểu Layla sẽ bắn mình yếu nè, Layla bắn mình yếu xong rồi Nata chạy lên vét giống như cái pha vừa rồi. Gọt nó cũng lên top nữa. Nói chung là đánh game family trên này hơi nhiều xíu. Này thì chắc win rồi. Bên mình ba minh khỏe như trâu. Được không vậy? Được không? Chết Layla chưa? Layla một giọt này, thôi để tôi cho. Đó vậy đi. Anh em băng trụ thì để tôi sút hai cái là nó chết rồi, nó gãy cổ rồi. Con Bruno bây giờ vẫn là AD meta nha anh em. Vẫn là AD meta đấy. Giờ cái vàng AD thì chúng ta có KDE này, Claudia này. Rồi Bruno này, đó, vẫn là những con này thôi. Beatrix thì out rồi, Beatrix không hẳn là out mà ít người đánh rồi. Beatrix bây giờ rất ít người chơi, Beatrix rất là khó.
Dạ, cái trụ đá tôi lên hút máu không ta, lên hút máu thì mình tay đôi với nó dư sức luôn á, không có sợ gì luôn á. À, lên Berserker trước rồi lên hút máu nhé, lên hút máu đi trụ lên Nata ra nữa rồi. À Nata gà thốn thiệt chứ, không nó cam như thế này là nó không được, khó lắm anh em. Nata nó cam là cực kỳ khó chịu luôn, chắc đổi lên cho Gu lên top chơi đi, trụ trên đâu còn gì đâu, đi xuống dưới cho Gu lên top đi. Cái chủ chơi mình bào hết hết tiền rồi, hết vàng rồi, xuống dưới bào này dưới còn vàng à, cũng hết mẹ thời gian rồi. Đổi lên đi tham hết thì mình đè tham hết dư sức, tham hết lấy gì đánh năng được con Luno. Ở trên mình cũng đè Layla 2500 à. Biển cái Nata hay lên quá, Nata lên kiếm mối mình biết à, xuống dưới chơi cho nó bình yên, mang cho nó thoải mái. Cái gì tham hết điên à, rồi cyber nữa, tham hết rồi cyber nữa, đá hết luôn á, đá hết luôn á, bầm máu một cái nè, đá hồi máu nè, né chiêu nè, trời ơi đá hồi máu né chiêu phải không, khó chịu không má, shit nữa chết rồi, hên là mua kịp cái đồ hút máu vô, cầm Berserker đầu game đá đau lắm, nó nhảy chí mạng một cái là đam chà ba lửa luôn á. Mình lên Berserker trước, nãy hên trắng máu, lên kịp hồi máu, lên kịp cái đồ hút máu anh em ạ, chứ không thôi chắc chết rồi, và đó không lên kịp là đi rồi. Trụ trước đi, kệ ai làm gì làm, đá trụ trước rồi. Đúng nhiệm vụ cái đó, Cyber bấm trừng phạt rồi lui đi, đánh chắc anh em ạ. Này vậy chắc vậy kháng phép hả ta, vậy kháng phép hay vậy giáp ta, vậy kháng phép để bớt Nata lại, Nata nó bớt cầm lặng lại xíu, vậy kháng phép giảm bớt cái thời gian bị cầm lặng lại. Anh em nào có nhu cầu mua skin hoặc mua kim cương liên hệ fanpage của Tài Gaming nha anh em. Bruno thì mình không có thể đá hai banh được này ha, à, nó rất là đơn giản thôi. Kin này tôi nghĩ là ok đấy, anh em nên bỏ tiền mua kin này, rẻ hợp lý, khá là đẹp. Nổi không, không nổi anh em ạ, má hang này cào ác quá, hang này cào ác quá, đỡ không nổi, thấy nó xuống rồi mà không về được, đường đâu nữa về, Nata nó xuống khó về lắm, má Nata nó cào ác giả mang 2900, đam Nata là chính á, chứ đam kia đâu có bao nhiêu đâu, Nata nó sát thủ mà đam nó to quá, rồi cyber đi đó. À, Cyber chém mà không có phi tiêu rồi, Cyber đi rồi, Cyber lỏ rồi, Thamết đỏ heo rồi. Thamết nhìn là biết đi rồi, sống làm sao nổi mà sống, sống kiểu gì được mà sống. Trận này khó MVP rồi, thằng Mathura nó MVP anh em ạ, hoặc là Nana, Nana MVP. Trận này không MVP nổi rồi. Giờ quả may Mathura đi fit thì có MVP cho mình, chứ thằng Nata đi, nó không đi fit thì không MVP đâu, nó chạy lên nó càng tìm người ta luôn rồi. Mình nó lùa năm thằng dữ vậy chết không, à, cuối cùng nó cũng chết rồi, một đá lên đường học biến két mạng chứ, két mạng kiếm MVP chứ. Layla một suốt hai suốt là đi về, chấn thương chỉnh hình liền, má đá cho hai ba cái rồi đi về liền. Ồ kia ăn được bùa đỏ hay vậy, thôi thằng gọt phải gì khó chịu lắm, nó thấy nhiều tầm xanh nó choáng là hơi mệt á. Gọt này lên sách nó chưa chừng băng, nó sắp chừng băng rồi, nó có chừng băng là mệt á, lết không luôn á. Được không vậy, ừ ok một mạng, ừ hai mạng, ừ ba mạng ngon luôn. Kiếm mana xa bẹt coi, cố kiếm mana xa bẹt coi, nhây nè rồi chém mình kìa, nhảy cái ơi, ừ làm chặn cho tăng trụ đi, má không kịp rồi, má không kịp anh em ạ, kế không, má không có mana, không kịp xui, má đen đen anh em ạ, đen không có mana sao vẹt cay thế nhờ, xui anh em, xui 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 xui, chip một kill rồi, mana sao vẹt là cắn được thêm 5 đô nữa anh em, bào được thêm 5 đô nữa rồi, kèo này là của anh Duke với là anh gà nha anh em, cứ skin mới ra là anh gà sẽ lên kèo, lên kèo làm clip skin mới. Chỉ đơn giản vậy thôi. À, đá con buồn muốn xỉu luôn rồi. Đá con buồn muốn xỉu luôn. Muốn xỉu luôn ông nội ông ngoại ơi. Canh lót nè. Lót ra là xúc lót được. Gương hoàng kim nha anh em. Gương hoàng kim nha.
một đá nè, thốn chưa, một đá là tê tê rồi đó, tê tê nhức nhức cái nách rồi đó, giật giật cái nách rồi đó. Xà quá đá nó không tới, xà quá đá nó không tới, vẫn không MVP được. Kèo này mình nghĩ là Nana MVP, Nana MVP hoặc là con Matilda MVP, chứ kèo này khó MVP, trận này khó MVP. Căng phết. Đá ăn lót cũng khùng luôn. Hay rồi. Chí mạng 1000 mấy, 1000 mấy. Ok, có lót. Hơi hao mana xíu à, hơi hao mana xíu à. Chắc lên vô tận cho bớt hao mana lại quá. Một suốt 800. Trời ơi. Một suốt má 800, 900 không. Lên được. Layla đâu có tác dụng gì đâu mà. Đánh Layla là gãy rồi, đánh Layla chịu gì nói. Đánh Layla là gãy rồi, không ổn chút nào luôn. Lỏ liền không, đánh Layla lỏ liền. Chịu làm sao nổi. Rồi, Guinevere né được cái anti của con Cyber. Cyber anti cái bóng. Hết mana. Má cạn cái mana rồi. Đá đào đó nha, đá một cái mấy trăm máu không đó. Hết mana hơi mệt. Còn có con trái banh nè. Đào. Thôi về. Đây là bắn hơi đào, đây là bắn hơi đào. 408 hả? Tôi 12-4. Chắc không MVP quá. Khả năng cao tôi không MVP quá. Này chắc phải lên cái vô tận cho nó bớt hai mana lại anh em. Để có hồi mana. Hoặc là lên vậy mana nó cũng ok. Cyber gà. Không chết được, máu đây không chết được. Rồi, lên gương bằng kim 2. Đá này kiếm mana coi, đá này. Ê Nata kìa. Ê Nata này tấu hề hả? Nata này tấu hề hả? Gọi tàng hình lẹ dữ vậy. Má khứa Nata tàng hình lẹ dữ vậy. Má tàng hình đúng lẹ luôn á. Ăn con này xong ăn con bùa nó đỡ hai mana nè. Cỏ duyên bùa. Một thằng. Tham hết mày làm gì tao? Mày làm gì tao tham hết? Mày làm gì tao tham hết? Mày làm gì tao tham hết? What the fuck tham hết? Mày điên hết tham hết? Hai mày điên hả? Sẽ bơm có anti làm gì tao? Sẽ bơm có anti tao còn sợ chứ có anti làm gì tao? Win rồi, chết bốn rồi. Rồi xong, chết năm luôn chứ. Lụm anh em ạ. Góc chờ đợi hồi hộp. MVP hay không nằm ở đây. MVP hay không nằm ở đây, lụm tiền hay không nằm ở khúc này. Nhẹ nhàng vậy thôi anh em, đánh Luno thì nó cái kèo nó nhẹ nhàng anh em ạ. Chủ yếu là review kin là chính thôi. Đơn giản anh em, đơn giản không? 100k nhẹ nhàng tình cảm. À đâu, 200 anh em à, 200. Nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi. 5 đô của anh gà với lại 100 cái con Duke. Easy thôi, đa phần là chủ yếu review kin là chính anh em, review kin là chính. Chứ cầm con bộ nô thì nó quá mạnh trong meta rồi, và đi với Layla thì nó nhẹ đầu quá, đúng không? Ok anh em coi clip thấy hay anh em bấm like, bấm subscribe kênh cho tôi nhé. Anh em nào có nhu cầu mua skin hoặc là nạp kim cương liên hệ vào fanpage của Tài Gaming. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em, hẹn lại anh em trong những clip lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.